nơi đây giữa quảng trường Hưng Yên, phố Hiến, đất quê hương sông Hồng. Bác Nguyễn Văn Linh ơi, xin xin gọi, xin gọi tên người. Bác Nguyễn Văn Linh tượng đài, tượng đài bác đứng. Mà để quảng trường, giữa quảng trường Trang Nghiêm, ơi bác ơi, bác ơi, nhìn bác nhìn thành phố thân thương. Thành phố thân thương ơi, bác ơi, bác nhìn, bác nhìn thành phố thân thương. Chứ từng đi giờ, từng đi phút ơi, ơi à, mà để trên đường ấy, trên đường đi lên ơi, hào thay mảnh đất Hưng Yên đã sinh ra con người hào kiệt, trong khó khăn vững lái con thuyền cách mạng, đổi mới tư duy nếp nghĩ cách làm, từ phân phối lưu thông đến nông dân nông nghiệp, xóa quan liêu bao cấp, đặc lợi đặc quyền, đưa kinh tế Việt Nam bước sang trang sử mới. Sen thơm nhãn ngọt theo gió bay đi sai hướng, còn đường hướng còn đường sao xuyên trái tim tai. Mênh mông tiếng sao, sao chiều vòng vàng, bác đứng đó với cả tấm lòng của người Hưng Yên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.